Thưa quý vị, tại COP26, Việt Nam đã cam kết đưa phát thải ròng về bằng không vào năm 2050. Và tại COP28, một lần nữa Việt Nam đã khẳng định quyết tâm thực hiện cam kết này. Tuy nhiên, trên con đường hiện thực hóa mục tiêu này, không chỉ cần sự vào cuộc của chính phủ hay các doanh nghiệp, tổ chức, mà còn cần sự đồng lòng, chung tay của cả người dân từ những việc làm nhỏ nhất, trong đó phải kể đến tiêu dùng xanh. Trước đây một ngày, anh Sang phải vòng đi vòng lại để giao hàng tại tòa chung cư này không dưới 3 lần. Theo đó, lượng khí thải từ chiếc xe máy anh sử dụng cũng tăng lên đáng kể. Thế nhưng từ khi chung cư lắp đặt tủ giao nhận hàng thông minh, anh Sang và các cư dân nơi đây đã nhận được lợi ích kép. Giờ như bên mình cảm thấy nó thiết lợi hơn mà đỡ mất công bọn mình đi lại nhiều. Lượng khí thải mình từ xe máy thứ mình sẽ giảm bớt đi. Thứ nhất, đem lại lợi ích thiết thực cho cuộc sống của người dân. Thứ hai là shipper không phải đi lại nhiều, giảm thải cái việc ô nhiễm môi trường đi lại và mất nhiều thời gian, tốn kém công sức của người dân cũng như shipper. Trong những năm qua, tốc độ phát triển của thương mại điện tử tại Việt Nam diễn ra nhanh chóng, kéo theo nhiều tác động tiêu cực đến môi trường, trong đó bao gồm cả tăng lượng khí thải carbon trong quá trình vận chuyển, giao nhận hàng hóa. Vì vậy, việc người dân hưởng ứng lựa chọn sử dụng tủ giao nhận thông minh đã góp phần kiểm soát khí thải và giảm thiểu được dấu chân carbon trong cuộc sống hàng ngày. Quy trình vận hành rồi vận chuyển các thứ được tối ưu hơn và giảm thiểu được cái quãng đường của shipper. Không chỉ vậy, các doanh nghiệp hiện nay cũng đang hướng tới việc sử dụng vật liệu tái chế để tạo ra các sản phẩm mới thiết thực nhằm thúc đẩy thói quen tiêu dùng của người dân. Bởi giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế cũng đang dần trở thành xu hướng, góp phần giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, mở ra hướng đi mới cho năng lượng xanh và bền vững. Thế nhưng, để các doanh nghiệp có thể chuyển mình, bắt nhịp vào quá trình sản xuất xanh nhanh hơn, thì sự lựa chọn tiêu dùng xanh là yếu tố then chốt. Trên thị trường chúng ta ấy, là bị ảnh hưởng bởi tâm lý mua hàng rẻ, các sản phẩm hóa học là sẽ được ưu tiên vì là làm nó rất là dễ, nhanh và cái giá thì rất là cạnh tranh. Thì đấy chính là cái khó khăn lớn nhất mà các cái sản phẩm gọi là hữu cơ hay là xanh giảm carbon mong muốn đưa được vào thị trường. Mỗi sự lựa chọn, mỗi hành động tiêu dùng xanh của từng cá nhân sẽ góp phần rất lớn giúp giảm phát thải khí carbon, bởi khi ý thức của người tiêu dùng thay đổi, những sản phẩm xanh sẽ ngày càng có mặt nhiều hơn trong cuộc sống và từ đó, dấu chân carbon cũng sẽ dần được xóa mờ. Tương lai xanh sẽ ngày càng hiện rõ.